Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là chiếc xe Turin sườn thép. Thì hôm nay Vân sẽ nói về đặc điểm chính của xe Turin truyền thống là vành bánh 56, có 27, có 700C đi các bạn. Nhưng chúng ta nói về truyền thống đi, cái 26 mà tất cả hầu hết những người đi phượt đó dùng xe Turin này thì họ đi sườn thép và bánh 56 nhiều hơn. Thì Dân cũng muốn chia sẻ với các bạn những vấn đề là Dân có nhận nhiều cái order của khách hàng mà ta ráp xe. Thì khi khách hàng đó đặt xe các bạn thì họ yêu cầu mình gửi cấu hình qua, thì khi mình gửi thì họ chê, họ nói không bằng bút, không bằng bộ này kia nọ, thì mình giải thích thì họ không nghe. Và khi họ ráp xong tự mua đồ để chơi, thì họ than phiền sao xe tôi chạy nó không có trớn, chạy không có trớn. Thì thật sự không phải là không có trớn các bạn, mà phối cấp số không đúng. Thì hôm nay Vân muốn chia sẻ với tất cả mọi người, những người nào sẽ muốn chơi xe, dùng xe Turin đó, đi phượt đó, thì trước khi mua dùng xe Turin này chúng ta tìm hiểu nó là Turin này để dùng mục đích gì. Chúng ta đi phượt cổng đồ và chở hành lý, chúng ta đi chơi xa, đi ngày khoảng 7-80 cây, ít nhất là 5-60 cây, đúng không? 5-6-70 cây, 100 cây, đi là đi đường trường. Và cũng có đi, hôm nay đường làng ở Việt Nam thì đường cũng khá tốt, mình cũng có thể đi được. Nói chung là nó cũng off-road được các bạn, nhưng mà off-road nhẹ thôi, chứ không thể nào đi off-road như MTB được nha. Thì các bạn biết, nói về Turin là đường trường, là xe đường trường. Chúng ta nói về dòng bánh 56 nha, điều cơ bản nhất là chắc chắn là ai cũng biết là nó phải đi bánh 2 chấm mới đủ. Tại vì xe là phục đơn không có phục, mà các bạn đi bánh nhỏ nữa là nó phá xe hết, bắt buộc phải đi bánh 2 chấm. Bánh 2 chấm đằng khi chúng ta nhảy lỗ nó có độ nhún, nói chung là nó có độ đàn hồi để nó giảm chấn, xe không bị hư nha. Câu hỏi thứ nhất mà tất cả các hầu hết tôi đã thường gặp là họ mang xe đến hỏi tôi và họ ráp rồi đó, rồi họ ráp hồi hỏi có thể là thay đổi vị trí sao không, thì tôi không phải là người ráp, thành ra tôi chỉ trả lời và đưa cái thông số, đưa cái cách cho họ giải quyết thôi. Còn họ giải quyết, họ ráp sao, họ chỉnh sửa thế nào tùy họ. Thì các bạn biết, trong dòng Turin á, trong dòng Turin là xe đường trường á, tất cả những xe đường trường là tôi nói không nói off-road nha, là đi đường bằng, đường đều, đường dốc, góc độ 10, 15. Thì đường trường đó đa số các bạn leo đèo đó, dốc nào nhiều lắm cũng 15 độ, ít có 20 lắm. Trên thế giới này không ai mà làm mấy cái dốc lên tới 20 độ, không xe nào bò nổi các bạn. 10 giờ 15, 10 gặp nhiều, 5, 10, 15 gặp nhiều nhất nha, ít có 20 lắm nha. Còn những cái đèo nào đặc biệt thì tôi không biết. Nói về phối số để cho xe chạy cho nó đường trường thì điều bắt buộc các bạn phải nhớ giùm tôi là phải có 3 yếu tố chính về số nha. Số chậm là số bò, là tốc độ từ mấy tới mấy, ví dụ là mình tính từ 2, 3, 4, 5, 6 km, đúng không? Là có thể là các bạn dùng dĩa nhỏ và đi một vài 3 km lớn phía bên trong. Và cấp độ thứ hai là cấp độ trung bình và chịu trớn là các bạn, giờ tôi cũng thật với các bạn, cái ngôn ngữ của tôi hồi đó tôi học trong lớp, tôi học văn, tôi học tệ nhất, thành ra tôi diễn đạt nó tệ lắm. Và số trung bình là số trung bình và tăng tốc chịu trớn. Thì các bạn có thể dùng là từ clip 2 cho đến tới clip, mình nói bình thường 10 clip đi các bạn, mình thí dụ Turin là 10 tốc độ đi ha, 3 x 10 đi ha, thì là nó phải có, các bạn đi có thể là 2 cho tới 8, đúng không? 8, 9 cũng được đó. Thì tốc độ nó là từ mấy tới mấy, 10, 15, từ 8, 9 đi, 10 đi, 8, 9 các bạn đi cho tới khoảng 20, 25 ha. Rồi cái tốc độ sau cùng là 3 cấp số, ở trước mình nó 3 dĩa nha, cấp 1, cấp 2, cấp 3, bây giờ đang nói cấp 3. Thì cấp 3 các bạn về bánh 56 sườn Touri 56, sườn thép, thì các bạn nên dùng tối thiểu nhất, nếu các bạn kiếm không có dò dĩa để ráp vào thì các bạn nên dùng 42, không có thì 42, còn có tốt nhất là 44, là số này là số trớn nha các bạn. Khi nào có thời gian rảnh chút xíu tôi sẽ chia sẻ chuyên sâu về cái cấp số này nha. Thì các bạn hãy đi 44 là tốt nhất, vừa có trớn vừa wow, vừa có trớn vừa mạnh, mạnh mà trớn. Bây giờ tôi vừa nói với các bạn đó là con số họ đến nó gặp tôi họ ráp xe Touring, xin lỗi nha, đưa cái clip này đưa lên 42 ráp ST, còn cái em này có 40, 38, 40 sao chạy. Bộ rút của MTB mà giờ các bạn đưa vô chạy đường trường thì các bạn chạy được các bạn. Ví dụ như các bạn ở Đông Bắc, Tây Bắc hoặc các bạn chưa đạp xe đó bao giờ đó, các bạn ráp chiếc Touring về, tôi vẫn chấp nhận cho các bạn là đi đó, còn là các bạn có thể sử dụng được. Còn đây các bạn ở đây các bạn ráp điều gì ở 38, 40 các bạn chạy đâu, không chạy đâu được hết. Thì cho tôi nói về liên quan về vấn đề xe động cơ chút xíu nha. Các bạn biết truyền thống ngày xưa người ta truyền thống xe đường trường là 4 số 5 số tùy theo tốc độ nha, tùy theo động cơ máy và dùng miền. Thì giờ tôi nói là cách tôi nói cái thường dùng nhất là 5 số 5 số nha. Thì các bạn có biết những chiếc 4 số không? Ví dụ các bạn có chạy những chiếc CD 4 số không? CD 4 số và 67 5 số. 4 số các bạn đi đường trường rất là tốt, đó là những cái nơi đường đèo dốc người ta đi 4 số đó các bạn. Còn các bạn đường trường các bạn phải có cần đến 5 số. Thì xe mô tô ngày nay có những dòng 6 số. Rồi các bạn dùng 6 số sao? Tại vì ngày nay highway nhiều quá, cái đường trống dành cho mô tô, rồi tốc đường láng, thành ra nó mới ra số 6. Còn đường mà như bình thường xưa giờ không ai ra số 6 các bạn, đúng không? Thì cũng như xe đạp, khi trước kia người ta tính dốc dáng của người châu Âu á, mép trung bình là mét 7, thì người ta làm MTB bánh 56, người ta tính công suất ra. Công suất, ví dụ công suất thì giờ dùng trước kia đây đo sức ngựa tính ra bao nhiêu không? Ta mới tính ra ampere, tính gì đó, tính ra là bao nhiêu sức ngựa cho cái dòng máy đó, dòng xe đó, tính sức ngựa. Còn giờ đây tính sức người thì cũng tương tự vậy thôi. Thì bánh 56, sau đó cái vài thập niên sau người ta lớn quá, người ta cao quá, giờ sức lớn to con thì cao thì sức khỏe, giờ dài độ 7 nó cao hơn, đúng không các bạn? Thì người ta lên, giờ người ta mới biết chạy, người ta lên đạp 56 thì vẫn thấy nhẹ. Lý do đó bên châu Âu người ta làm là người ta đưa dòng bánh 29 vào, nhưng mà thật sự đưa 29 vào to quá, cái những anh rồ chạy nổi, những anh không rồ gặp nó dốc là chỉ hạ hơi thôi, không chạy gì nổi, người ta phải giật lại 27.5, đúng không? Thì giờ tôi nói là vấn đề này, tôi nói về vấn đề gì ở đây. Trong cái các bạn biết mà thường những dòng ST, Alivio mà tôi gặp những người ta ráp với xe em xa cho Touring đó, các bạn biết không? Mấy đó đâu phải nhà sản xuất, hãng người ta sản xuất ra là dành cho đi off-road, dành cho xe địa hình. Bây giờ các bạn đi đường trường, các bạn ví dụ giờ các bạn đi xuống Mỹ Tho, bạn đi MTB bộ group ST hoặc Alivio gì 40 đó, các bạn vô làng nó chạy thì ok đó. Còn giờ xe Touring các bạn vô đường làng nó chạy đâu, chạy hơi gãy vai luôn, đúng không? Chạy đường trường, tại dòng đi đường trường hoặc cái đường làng mà cũng láng sao phải không? Bây giờ đưa 40 vô sao chạy, 80 sao chạy, còn ra đường trường các bạn chạy không được, không có tránh. Tôi sẽ hứa sẽ chia sẻ các bạn cách tính dòng số này. Thì cái này là 44 này các bạn. Điều quan trọng các bạn đi xe ráp Touring ở Sài Gòn, thí dụ bây giờ các bạn có thể ráp là mua cái đẹo rệt. Thí dụ các bạn chọn rút, các bạn thích đi cho rút cho đẹp, đúng không? Đâu được, đi rút đẹp thì giờ rút đó đi MTB, các bạn đi qua Touring là dư này. Đây là các bạn để tôi phân tích sơ về cái dòng Touring Bay. Thì Touring Bay đó các bạn Centurion của mình á, thì nó có, các bạn thấy cái cột phải chia làm hai nha, tại cái bảng nó nhỏ quá thành ra tôi phải tiết kiệm viết nó chèn như thế này nữa khó nhìn chút xíu. Thì về bên đây bánh 26 Turin bay ha, Turin bay nha các bạn, đây là sườn thép nha, sườn thép Turin bay chuyên nghiệp. Thì dòng truyền thống là 26 inch và 27, có thêm nữa là 75C, bắt buộc là 36 cm hết. Đây là 36 cm hết, cộng hành lý nặng chịu mới nổi. Còn ngày nay có số dòng làm 32, nhưng mà các bạn có thể thấy ở dòng xe Shirley đó, các bạn mua trong hãng ra 36 cm hết vậy nha. Thì 26 inch dòng Twin Bay này các bạn, thì nó hơi hướng về giống MTB nha, các bạn nhớ giùm tôi nha, giống MTB, tôi sẽ nói tại sao. Còn bên đây là Cycle Cross và Gravel Bike, thì hai anh này á, thì hướng về Road Bike là xe đua, xe cộ đó, hơi giống nhá, cấu trúc hình học sườn giống, và dùng tay lắc và ghi đông 3, ghi đông của xe Road ha. Còn bên đây là ghi đông của Touring và MTB cánh bướm. Rồi các bạn nhớ giùm tôi. Bây giờ trước hết mình sẽ xem dòng bánh 26. Thì bánh 26 các bạn là đường kính nhỏ, câm ngắn, nặng hơn, mạnh hơn. Thì thường đi với câm ngắn nha, thì độ nhún ít hơn câm dài độ nhún nó cao hơn. Thì cái anh 26 này nè, anh dùng bánh 2.0, thường là bánh 2.0 Touring 2.0 để chi khi chúng ta chở hành lý nhiều và đi đường nó có cái độ đàn hồi đó các bạn, nó giảm chấn. Rồi dầu dĩa của nó đó là hai anh này nè Touring 26 là 2.0, còn trong khi đó 700C nó dùng 700 x 38, thường 38 trở lên tới 2.0 cũng còn nha. Thì 700C này, câm này nó dài hơn các bạn, thì cái bánh này 38, mấy cái câm này nó nhúng tốt hơn được bánh 26. Câm càng dài độ nhúng càng tốt nha, độ nhúng càng cao đó. Rồi thì còn đến dầu dĩa đây, dầu dĩa thì ở trước là 3 giống như MTB, thì cái số nhỏ nhất để leo đèo, tốc độ trung bình, số nhỏ nhất để leo đèo. Còn ở sau là tùy theo dòng các bạn, có người xài 8, 9, 10, 11, không có 12 nhé. 700C cũng vậy, 3, giờ dĩ 3, ăn sau 8, 9, 10, 11. Còn cái cấp số này nè, thì nó có thể đi 42, 44, 32, 22. Còn bên đây là 48, 36, 26. Tại sao các bạn biết là 48 phải lên tới 26 không? Các bạn 48 mà các bạn đi tới 22 đó, khi các bạn đo sơn đó. Nếu mà bên đây là 22 hoặc 24 nha, 24 nha, thì khi đo sơn các bạn chạy cái dĩa lớn và clip lớn, cái đó là không cho phép rồi. Nhưng mà cái dĩa gần lớn nhất cũng lên không được, thiếu sơn, bắt buộc phải 26. Phải chia đều để cái xăng dĩa đó nó đá sơn nhảy lên cho đúng, thôi nó bị thiếu các bạn, nhảy không được. Cũng như các bạn thấy mà dĩa 4, cái xăng dĩa 48 nè mà đưa qua 42, 40 điểm được, nó đụng nha. Rồi thì hôm nay tôi cũng vừa nói với các bạn đó là mình nói về bánh 26, tôi đừng bánh 26, tại vì cái dòng này dùng cho người Việt Nam mình size nhỏ, còn mấy anh này là thường nam Tây, chân dài, cao, to bự con nha. Thì mình hôm nay mình nghiêng về cái phong này chút xíu, còn những cái còn lại là chúng ta để so sánh thôi. Thì các bạn biết á, như tôi vừa nói á, là đi 44, 38 những dòng bánh Touring á, những dòng bánh, những cái người mà ráp đưa cái bộ Alivio M8000, ba cái dầu dĩa 38, 40 rồi đưa vô các bạn, không thể nào trả nổi. Cái số mà các bạn biết cái Alivio mà cái dầu dĩa 40 và cái bộ cái dầu dĩa của ST M8000 đó, 38 hoặc là 40 đó, bàn 6, bàn 8, 10. Thì các bạn nghĩ đi, mấy em đó là cái số nhanh của mấy em đó là số nhanh, nhanh trong rừng nha, trong những đường lung tưng đó, nhanh là nhanh trong đó là nhanh và nhanh để trong rừng. Còn giờ nhanh trong rừng mà ra đưa đường trường sau một canh các bạn đi được 44 nè, điều kê nhé. Còn nếu các bạn không có, các bạn đi 42, 40 là đi không được, ít nhất là 42 hoặc 44, 44 là tốt nhất, là đủ trớn cho các bạn đi. Anh 32 này nè là tốc độ này trung bình và lấy đà chuyển rớt nha. Còn 22 này các bạn lưu dọc. Còn về clip á thì hai anh này 700 nè, 26 và 700 này nè đều đi với 36 hết nha các bạn. Còn có người lắp 34 cũng có, nhưng tùy theo ta đi cái vùng miền đó là ít đèo dốc quá, ta đi 34, 32 cũng được, đúng không? Nhưng mà tốt nhất 36 để khi gặp những cái đèo đó thì các bạn biết hành lý trước hành lý sau thì bắt buộc phải có clip 36 để leo cái nổi. Dạ anh này phải 22. Rồi về cấu trúc hình học sườn thì mấy anh này gần bằng MTB 700C này các bạn, turin 3 này cũng gần bằng MTB. Thì các bạn có biết, có thể là các bạn biết, nếu các bạn không, những người bạn nào chưa biết dòng xe này thì lên mạng search dòng xe Miyata của Nhật Bản, nó là gốc của Hà Lan đó, không biết sao mà sản xuất bên Nhật Bản của Nhật Bản luôn, chứ có thể là bạn mua lại. Thì đó, MTB của nó, MTB hồi xưa cổ điển các bạn, chưa có phục nhúng, phục đơ, nó là hai này giống. Thì khoảng cách cái trong tiếng Anh wheel space á, các bạn, giữa trục bánh trước và trục bánh sau dài, dài hơn rốt nha. Rồi khung, mấy anh Touring là khung thép không có làm nhôm. Tại nhôm á, thì khi các bạn biết là khi một cái vật mà di chuyển đó thì nó nhôm đó các bạn chở hành lý nhiều á, nó cổng trước cổng sau đi nó bị rung, nó không cứng. Thì lý do sườn thép này á, tại nặng người ta mới dùng sườn thép. Thì các bạn đây khung thép này ha, rồi phuộc cong, phuộc thường thường nó có hai cách cong, một cái đi xuống cong ra trước vậy, hoặc cái thứ hai là nó hơi cong lại đi thẳng ra trước. Thì nếu các bạn so với cái sườn của cyclocross hoặc gravel bike hoặc road bike xe đua đó, thì của anh hai này nè, ảnh đưa về phía trước, đầu ảnh dài hơn nha. Rồi đường trước của nó là 100 và 135 giống MTB, đúng không? Độ dài ngang các bạn 100 và 135. Thì anh bên đây cũng vậy, 100 và 135 và 36 công. Thì ngày nay có những dòng lớn làm những đường boost thì cũng tương tự thôi các bạn, có thể trước lại lên 110 cũng có ha. Rồi về tải của anh Touring Bike nè, tải nặng nè, hành lý nhiều. Rồi khoảng cách hai trục bánh, tôi vừa nói wheel space đó, cái dấu là lớn hơn nha các bạn, lớn hơn của cyclocross với lại gravel bike lớn hơn, độ dài cao hơn. Tôi sẽ nói tại sao. Rồi bên đây dùng tay bấm xả, không dùng tay lắc. Thì trong hôm nay tôi nói về cái đề tài đây là tôi nói nhấn điểm chính là cái điểm này các bạn là tôi đã gặp những người đã đến đây và có một số anh em đã hỏi tôi trên Facebook và tư vấn. Nhưng mà khi tư vấn rồi anh ta nói chê rứt này nọ, không đồng bộ cái nọ, mình đi ráp chỗ khác, ráp đâu xong về chạy lại than phàn, chạy xe chạy không có trớn cái nọ, tùy các bạn nha. Đây, hôm nay tôi nói điểm chính của tôi là nhấn cái này nè, tôi nhấn số 44 rồi các bạn. Nó cái này nè, xe đi đường trường mà ráp em đi vô xong chạy. Còn giờ hoặc đi đường bốt mà đi rừng cái đưa và rót vô thôi, sao nó chạy, đúng không bạn? Rồi bây giờ tôi sẽ nói về bên cyclocross bike và gravel bike. Thì ngày nay hai cái này thật sự nó là dòng xe lai các bạn. Xe lai thì cấu trúc hình học sườn đó nó giống như xe road, nó khác một điểm. các điểm là Grabovoi và Severosby đó, là cái tầm dấu ngang đó của ông Rosby lúc nào đứng lên, còn của anh kia thì anh nằm hơi sướng vậy, nó tựa hơi giống thằng MTB nha. Vỏ đây như vậy nè, vỏ của này là dùng 700 nhân thường bằng 2 tới 40, 40 là maximum các bạn, không lên nữa là cọ. Thì cái dòng Severosby Grabovoi này tôi mới vừa nói với các bạn là nói là dòng xe lai thì nó tăng thước chiều ngang của bánh cho cái của cái sườn để cho cái má vỏ nó to hơn để nó đi off-road được nha. Nó có độ đàn hồi, độ nhúng á, còn xe Rosby là không nhúng được, cái vỏ 20, 25, 23 nhỏ quá nó cứng. Rồi thì hai cái anh này nè, bánh của hai anh này nè thường là bánh bộ và có bánh ráp thì bằng 200, còn bánh bộ thì thấp hơn, còn hai bên này không dùng bánh bộ được, ít ai dùng bánh bộ, tại 36 cân là không có bánh bộ được bạn. Bánh bộ là tất nhiên là cũng có bánh bộ, là nhà sản xuất đã làm theo ra 36 luôn, chứ không phải là như bên đây là 28, 32 hoặc là 26 không. Rồi gì đó các bạn, là trước kia là hai, ngày hôm nay có một nha các bạn, nhưng ở sau là 8, 9, 10, 1 vậy, cái đó tùy dùng chọn thôi nha. Thì 8 là chắc chắn là không có một rồi đó, 8 thì có 2, mà 9, 10, 11 9 thì cũng có 2, mà 10, 11 thường có nó có đi với 1 ha. Thì cái đó các bạn có thể tự tham khảo. Rồi về cái dầu dĩa, về nhông răng các bạn thấy không, là bên đây không có dùng 48, dấu nó nhỏ hơn nha, nhỏ hơn 48. Ủa xin lỗi, dầu dĩa lớn hơn 48 nha các bạn, lớn hơn 48 nhưng mà nhỏ hơn 53, tại 53 thường dùng cho xe đua, còn cái này là 48, 50 nè, 50 đi 34 thường là vậy. Rồi cấu trúc hình học của cái này đó, của xe hai dòng xe này á, thì nó là giống như rốt, khác một điểm nhỏ thôi. Rồi khung thường làm bằng nhôm, không có thép nha các bạn, tại mấy này là hướng về góc độ, cái tầm dông của mấy anh ngắn hơn tầm dông của mấy MTB này, Rồi phục của nó thường thẳng các bạn, nó hơi giống như phục rod tôi vừa nói các bạn, cái độ cong nhiều nó không có. Nè, phục thẳng nè, không có lỗ gắn bơ ga phía trước nha. Trong khi đó thì phục của 26 và 7 tải nặng bên đây Touring nè thì phục cong nè, có lỗ gắn bơ ga, là cộng 2 túi trước 2 túi sau, còn hai này là cộng túi trước là khổ chạy luôn, bánh nhỏ quá độ bám không có. Rồi thứ hai nữa là khung nhôm, khi di chuyển nhôm nó không cứng bằng, nó không có độ cứng bằng thép, thì không có gắn bằng ga trước. Thường xe này là cái tải nó các bạn nhẹ 30%, từ 30 tới 40% so với trọng lượng của tải bên đây, là tải nhẹ hơn, tuy nhiên cộng phía sau không cho cộng phía trước, mà cộng phía sau cũng có mức độ thôi chứ không được nhiều nha các bạn. Về phục á, phục thẳng á, nó giống như rod và không có lỗ gắn bơ ga, xe này không có cho phép chở hành lý phía trước, nhưng mà người ta có thể chế bơ ga nhỏ gắn nhẹ thôi các bạn, chứ không có mang 2 túi hai bên nha, không có lỗ gắn bơ ga. Rồi đường trước đường sau, đặc biệt có một cái đó, là các bạn có thể thấy này, cái anh này nè là đường trước đường sau 110 ở 100 và 115 ngang. Thì anh này khung của anh nó cấu trúc hình học đó, của anh ta giống một rod, nhưng mà cái đùm đó, thì nó chứa tới ở sau tới 135, nó là dạng giống MTB Touring đúng không. Rồi tải nhẹ ha, tải nhẹ 30, nhỏ hơn, ít hơn 30, ít hơn 35% so với những dòng xe Touring này. Rồi khoảng cách 20 bánh đó các bạn, những hợp. Khoảng cách của này là khoảng cách cuồng gót nha, những hợp. Rồi tay chỉ số dùng tay lắc, không dùng tay bấm xả. Nếu mà dùng tay riêng, nếu mà có dùng tay bấm xả là ta đã chế ra, đã thay đổi cấu trúc, chứ còn đúng của nó là tay lắc như các bạn, tay lắc. Và bên đây cái dòng xe bên đây thường là đi dưới 36, ít có ai đi dưới 36 các bạn, mình lên được hơn không có, tại nó không phải là địa hình. Còn cái dòng xe bên đây là cycle cross và gravel bike các bạn, thì cái clip của nó là thường đi bằng hai, không có nhỏ hơn, để nó còn drop leo nào dữ dội. Thì với những thông tin như vậy thì tôi chia sẻ các bạn để các bạn thấy dòng xe touring bike nó có hầu như là 4 loại xe đúng không? Và còn nhiều nữa đó, lai nữa đó, mà chúng ta nó phổ biến những 4 dòng này. Và còn dòng truyền thống vẫn là dòng 26, mà dòng này rất thích hợp với người châu Á và người Việt Nam của chúng ta. Thì hầu hết anh em tôi gặp là ráp những dòng xe này đây, và đi sai số. Mục đích hôm nay là nói về cái số này các bạn. Các bạn đi 44 đi, 44 là tốt nhất, còn 46 là không được nha. Có giờ dĩa 46 các bạn nhưng không được, tại các khi các bạn tổng hành lý các bạn không lên được dĩa 44, 46 là nặng lắm, 44 là ok. Chỉ cách có 2 răng thôi, thì hai răng đó thì các bạn biết cái đường kính không? Đường kính từ tâm ra là cái độ 7 đó. Thì các bạn biết tại sao có những dòng xe, có những dò dĩa mà 170, 175 khác chỉ có 5 ly thôi. 5 ly để làm gì? Độ 7 đó các bạn. Ba loại dòng này là cổ điển các bạn. Thì có những anh gravel bike này nè, thì cái anh này là cái dòng light, cũng nói chung mình nói mới chứ thật sự là ở châu Âu, ở châu Mỹ người ta sử dụng cũng lâu rồi, còn ở đối với Việt Nam thì là rất là mới. Thì và cái dòng 700C này, sườn thép này các bạn, thì như tôi đã nói á, là nó có thường là trước kia người ta dùng cái tay bấm xả hoặc tay cánh bướm, người ta dùng ghi đông ngang và cánh bướm, hoặc ghi đông cánh bướm tay bấm xả. Thì sau này nó có một cái dòng nữa ra cái sườn, cái lộ sườn ta kết hợp với lại ghi đông rốt 3, ghi đông xe rốt, và còn dùng tay lắc luôn, cũng khung thép này luôn, nhưng mà đối với dòng 26 thì không có các bạn. 26 thì chỉ có tay bấm cánh bướm hoặc tay bấm ghi đông 3, tay bấm dùng ghi đông ngang hoặc ghi đông cánh bướm, cánh lượn, dùng tay bấm xả thôi. Thì hầu hết các anh này là dùng được tay bấm, dùng được ghi đông xe rốt và tay lắc hết này. Chỉ có anh này là vẫn còn là truyền thống, mà dùng cho ghi đông ngang. Thì những thông tin tôi chia sẻ cho các bạn đó, thì do cái nhà sản xuất người ta ra nhiều loại xe quá, tôi cập nhật không kịp.